Alo. Alo, alo, alo. Và chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo. Max C đến từ cái thủ đô 1. Chip Boy là người cầm Phoenician, bên kia là Egypt và Roman. Như vậy là hòa chém. Bây giờ nông 1 là người lập mạng. Vâng, bầy hiêu 6 con rất gần nhà thủ Chip Boy. Vâng, nền nhất hơi nửa xanh nửa vàng một tí. Vâng, đất bạc màu, người ta gọi là đất bạc màu. Nhưng mà những nền đất kiểu này thì khá nhiều đồ ăn theo tôi từng biết. Vâng, ít khi gọi là xịt đồ ăn. Còn có xanh xanh gì, xanh gì cơ. Có nhiều rừng. Nền đất này nhiều rừng rừng, thành ra nhiều đồ ăn. À, chúng ta cũng đến mài máy thủ nô 1 thôi. Cho nên là bàn này nô 1 có tiến triển trong bác quả đầu là 7 đấy. Giờ giữa hai nhà mình đang gần nhau và kiểu này nó hơi khoai một tí. Kia đó. Giữa nhà bây giờ nó một đây hơi xa. 13-16. Thôi à, đủ rồi. Nó một đủ rồi nhá. Ui gần nhà hai lắm. Hai Hồng Anh không biết quân gì như Egypt. Khả năng Hồng Anh cũng biết bài quả đấy. Khả năng hiện tượng ăn tranh rất cao. Nhưng No 1 nếu ăn tranh thì có một cái bầy hiêu ở dưới. Như vậy là không phải là quá xấu nếu mà ăn tranh. Rồi đóng thế FPS là cô. Đèn voi vào đầu, dân Max C. À không, nó đứng lại rồi. Và gần mic lắm rồi đấy, nhưng mà cái mic nó thỉnh thoảng nó mới bắt nên nó khó. Ông này bình luận bằng cái tai nghe chứ không phải cái mic đâu, cái mic chuyên dụng thì không cầm đi. Đen. F3 một tên. Yes. À như vậy là Hồng Anh được cầm Dung An. Nhưng mà Egypt. Rồi, bầy hiêu đá về với này biết gỗ. Vâng. Cái thử xem Hồng Anh đặt gạch chưa. Đấy, tôi biết ngay phải... Rồi. Vâng, tỉnh đấy. Vâng, tí này là bùn phát thắng luôn cho mát. Chứ bao nhiêu. Rồi, hai rồi. Bái quả, bầy hiêu, quả ăn chanh. Đi xuống ăn hiêu dưới thì... Nô 1 đây. Bầy hiêu dưới đấy. Ăn chanh này sợ yếu không? Bầy hiêu đầu là bầy 7 con đấy. Đừng để nó phá mất. Thật ra em hết cái bãi quả này. Vẫn đây là đời bình thường. Nhưng mà quan trọng là gặp Zoman. Với Zoman kia có cái vốn gì không? Vòng 3 24 nông dân đến từ thủ nông 1. Vâng, Chip Boy bài này đánh cung bình thường thôi. No 1, no 1 đến đời thôi. Vâng, như vậy Chip Boy chết một dân.
Và bài này là một lên vừa khít đồi vốn giò và khả năng được một cái công. À, đóng nhà điều kiện à? Mình có thừa giấy không nhỉ? Vâng, làm mấy cái ở đây nhức nhối. Vâng. Lên công con giò thì mới có thực lẻ được. Bài yếu lắm, bài kích mãi được cái công rồi, con giò được cái công rồi. Lưng giáp thì khả năng không sóc được con chèo. Xuống dưới ăn bầy hiêu đây. Bầy hiêu cực kỳ kín luôn đấy. Lên giáp luôn, như vậy nó một vẫn quyết tâm lên giáp. Không đủ thực sau con chém nó bảo rồi. Rồi như vậy bỏ giáp rồi. Boy lại. Ăn đây, ăn dưới, ăn dưới, ăn dưới. Thôi đừng để nó phát hiện bầy hiêu dưới này. Nó đóng cái gì đấy? L2 à? Thôi mình nên đợi sớm hơn. Kìa, ông hiểu quả đây. À, chết giò rồi, may quá. Khả năng dân nó gian bách quả ấy nhá. Còn có một tê luôn, rất khó chịu. À, như vậy là, đây. Mày xin tê đúng không? Đây. Cái trái rồi. À, như vậy Hồng Anh chính thức mất vàng. À, đen e đập đấy. À, như vậy đây cũng cung tê, đau đầu. Kìa, mang con chém vào đây. Vâng, đau đầu đấy. Vâng, kia xin lắm tê thế. Mình là không có giáp. Có y đến từ màu 2 luôn. Đây rồi, dân đây rồi. Vâng, rất khó chịu. Rồi, như vậy màu 2 cũng chưa quay xe đâu. Mình có y chơi lại, có cái gì đâu mà đơn giản mà. À, có hai bánh xe nhá. Ken lại xem là cái bãi quả ăn chưa nó không ăn. À đây. Rồi biết ngay mà kiểu gì cũng ra cái bãi quả này. Đây là dân của hai đang cơ ruộng. Vâng, như vậy là hai nhà cùng đều đẩy chéo. Bên kia là của mình là cũng phô. Bên kia cũng người zip. Anh về lâu về dài mình thiệt hơn. Mình chỉ lấy đồng kia pin thôi. Cứ cẩn thận. Ăn cái bãi vàng trên nhà anh kia. Cái vàng kia kìa, bãi vàng ở trên đầu rừng già. Đi khéo thôi. Rồi, có y đâm bãi ruộng rồi. Hôm nay của đồng một vẫn giữ là 24 là tốt rồi, mang C. Giữ được tham là tươi, úi thổi lộ rồi. À, nó gian bãi vàng ấy. Vâng, đang đồng một hiện tại là không có vàng. Vâng, chúng ta đến với mày máy chip boy thôi. 51-68. Bắn. Rồi. Vô thường đánh cung với chim boy. Không. À, dân hoa còn 2 kìa. Chim boy ở dân hoa. Rồi. Tốt. 56-76. Ok. Rồi. Nào, đây. Đôi giày. Hai con dân. Năm bài cũng đẹp đấy, nhưng mà có y bị sang rồi. Nó một tạt hay là mấy con y sang thế thôi là tươi đấy. Và cũng rời zip mà nó bắn y chương 2 cũng đã thấy khoai rồi, chứ nói y chương 3. Sao lại khán giả cái TV này chửi Hồng Anh như thế nào? Rồi, tuốt, đúng rồi. Vâng, cứ 6-7 con tuốt nó một phát này, nó nhanh lắm. À, cũng đứng quân hay đấy, đến từ cái thủ vô thường, đáng tiếc anh bị lọt nhà vào tơn.
đang sang rồi. Nó 1 giờ tham 20 là tươi. 17 thôi, không sao cả, vẫn chơi được. Chỗ này rất kín. Quả này thằng 2 thôi, thằng 2 thì phải long quang còn mang mà. Không có chắc lượng đâu. Đến chip boy. Được. Nhiều thực lắm. Ông thích bao nhiêu? Rồi đốt hết E của ông vô thường luôn cho nó mát. Thấy đứng mà nói chung là quân mình đông hơn thôi. Thấy đứng cân theo. Vâng. Không có gì, không có gì. Tầm này sang đây vào đây. Hồng Anh chém vào E á. Vào E với phô á. Nhìn tôi à. Vẫn ở đấy. Rồi tốt. Rất nhanh tay này cái thủ chip boy. Rồi mang vác vác ra đây. Đứng tầm 4 con R giải quanh nhà thôi. Nó bên kia nó trả vào được không. Vài con chém rồi. Sao tham lai vẫn là khá là to. 69. No 1. Rồi, kích trưng đồng. Kích. Rồi, xin được 1 đi. Vâng, tham lại còn 12 thôi, max C. Vâng, đợi 6 con y này thôi. Kể cả 6 con y lên trên đường 3 thôi nè. Có một tên gọi là... Vâng, đâm thẳng vào nhà của game thủ 15 luôn. Vô thường. Ai vô thường thì như nó cũng thành dùng. 77 trên 104. Đen ghét ra. Cứ vào dần đi. Vô thường để nơi chờ để ốp ông phô. Vâng, màu 2 sao tự nhiên lắm quân này. Lùi lại, đang mất tay. Đúng rồi, nó dí lên mình bắn đấy, mình tiến chém rồi, tốt. Rồi, đứng xa lên. Rồi, đầu gấu. Phải bắt đầu máu chơi được rồi, dí bên. Trời ơi, nó chì lắm. Ta thấy nhìn rồi, dí bên tuyệt như thế nào. Nhìn hai lờ đều đấy. Thả y chưa. Rồi, đấy, đầu 1 rồi, 1, 5 mất nhà rồi, tốt. Vâng, thế trận như nhau thôi. Sở tưởng gì nó mất dân rồi mình ăn được quân. Chị boy, từ từ nha. Vâng, thằng 5 nó đông lắm ấy. Mang y về càng nhanh càng tốt. Vậy e từ thủ chị boy. Rồi, cũng là mình xin ra. Nả sản đều cũng là thôi. Bắn kiểu gì nó chết, giờ nó cũng xả được quân đâu. Rèn giữ thôi, cứ rèn giữ thôi. Hình như đang để đây chờ nhà mình đúng không? Vâng, chưa biết đâu mà lần đâu. Vâng, lùi lại về E rồi, rất hay. Đây rồi, có 1-2 con đi rồi. Nó cứ nở đều ra, nó tỉa dần, nó sẽ chết thôi. Vâng, đầu máu rồi, đến từ thủ chip boy. Giờ bắt đầu đi về, nó giải quyết rất nhiều điều. Thủ ruộng rồi. Một tên mà dí khá sâu đến từ thủ... Chạy quanh nhà đi, chạy lên quanh nhà để bắt hit R đã. Thế mình vẫn đánh được. Timeline của chip boy vẫn 6x mà. Đập luôn con sọc sơn. Có chip boy. Rồi, thủ đỡ ở nhà rồi. Đồng hồ nó khỏe không? 19 là tốt. Có vài con y đứng đây thủ là tươi rồi. Rồi bây giờ đồng hồ đang y đều. Hồng Anh à? Hồng Anh này mất tham một tên nhá. 5-6 dân à? 5-6 dân mà. À, dân ăn hoang. Rồi. Biết đâu là thành thắng đấy. Vâng,
nào ở bên kia thắng bước đây. Rồi, 57/144. Không nào ở bên kia thắng bước đây. Và bị mất cái bay ruộng quý rồi. Giờ mới thấy. Giờ nó mới thấy. Rồi, đẩy quân lên, chim boy. 70/144 rồi. Vậy ông đứng mấy cũng R. Hỏi ông đứng mấy cũng R, vậy à. Ông Hoàng vô thường. Ông quên Hoàng phi thường. Đứng lại bắn luôn, chơi như người đàn ông luôn. Rồi, quýt, tỷ số là 2-1. Vâng. Tỷ số là 2-1. Và chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ tư. Rồi kết thúc trận đấu với 3-1 đây rồi. Đỡ phải chung kết đau đầu lắm. Thank you.